Hello hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Tiểu Sư Phụ đến từ C4Mi Group. Ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật cho các bạn về dự án đào coin ở trên Tele, dự án Pixel Verb nha. Đây là một dự án rất là tiềm năng, có đội ngũ rất là mạnh và cộng đồng rất là đông đảo nhá. Ở đây thì hàng ngày chúng ta vào ghép 4 cái hình của nó để được claim cái điểm, cái đồng coin của nó. Và mỗi ngày thì mình sẽ cập nhật ở trong cái channel Telegram C4Me Group. Thì anh em nhớ join vào cái channel Telegram để được update cái đáp án hàng ngày để chúng ta ghép ra cái phần thưởng nhá. Thì một số bạn thắc mắc là vì sao mà phần thưởng một số anh em lại được rất là nhiều, như cái hình ảnh ở đây thì được 8 triệu cho một lần ghép. Thì mình hướng dẫn cho các bạn nhá. Các bạn sẽ bắt buộc cần phải nâng cấp con bot của nó ở trong game để chúng ta có thể nhận được cái điểm này một cách cao nhất. Ở đây thì các bạn sẽ vào con bot của nó, các bạn mở ra, các bạn nhấn vào phần launch bot này. Ở đây thì chúng ta có thể thấy đây chính là cái giao diện của con game này. Các bạn có thể thấy là cứ 8 tiếng thì các bạn vào nhấn vào root claim để có thể là nhận được cái điểm tối đa. Ở đây thì ở cái phần reward ấy, nó sẽ có hai phần, đó là claim daily, tức là check in hàng ngày để nhận được phần thưởng, và daily combo. Daily combo thì anh em mỗi ngày các bạn vào ghép 4 cái ảnh đấy để các bạn có thể nhận thưởng nhá. Đó. Ở đây thì các bạn click vào phần balance này. Các bạn sẽ thấy là ở đây chính là cái con bot của các bạn, và các bạn cần phải upgrade nó lên, tức là nâng cấp nó lên. Thì con bot level càng cao ấy thì khi mà các bạn ghép ra những cái hình ảnh thì các bạn sẽ nhận được càng nhiều phần thưởng nhá. Ví dụ mình ấn vào upgrade này. Đó, thì để nâng cấp được cái con bot này thì mình cần có 2.420.000 coin. Thì anh em phải chuẩn bị số dư sẵn sàng nhá. Anh em ấn vào level up. Đó, thì các bạn sẽ thấy là mình đã nâng cấp lên level 23 thành công rồi. Nếu như các bạn vẫn còn số dư ấy thì các bạn có thể nâng cấp tiếp, hoặc là nếu như các bạn hết rồi thì các bạn có thể chờ khi mà các bạn đủ cái số lượng coin thì các bạn nâng cấp lên nhá. Đấy, ngoài ra thì các bạn có thể xem ở cái phần top này là nó sẽ có những cái chiến dịch chia sẻ tổng là 220.000 USDT phần thưởng dành cho top những user có lời mời nhiều nhất. Thì các bạn có thể thấy ở đây top thứ nhất, đứng thứ nhất này, rồi đứng thứ top 21 này, đó, top 300. Thì các bạn có thể thấy giới thiệu được 700 rep, số lượng rep rất là nhiều. Các bạn có thể ấn vào phần invite, lấy cái đường link giới thiệu để có thể là mời bạn bè. Mời được mỗi người thì các bạn nhận được 2.000, và mời được một cái tài khoản Telegram Premium thì các bạn sẽ nhận được 10.000 cái điểm coin này này. Đó. Ok, còn hiện tại thì anh em cứ vào và 8 tiếng thì các bạn quay trở lại và các bạn nhấn claim một lần. Ngoài ra thì nó có một cái phần nữa, ở đây thì mình hướng dẫn cho các bạn luôn nhá. Ở trong cái phần wallet này này, các bạn cập nhật vào đây, các bạn ấn vào. Sau đó thì các bạn có thể điền cái địa chỉ ví của các bạn từ các sàn nó hỗ trợ, đó là sàn Binance, OKX, Bybit, HTX, KuCoin, MXC, Bitget. Thì các bạn có thể chọn một trong những sàn này để khi mà các bạn nhận được phần thưởng USDT thì các bạn sẽ được trả về đây. Thì ví dụ nhá, các bạn ấn vào cái sàn Binance thì ở đây nó hỏi các bạn đã có tài khoản hay chưa. Nếu chưa thì các bạn nhấn vào nút Create Account để đăng ký một cái tài khoản Binance mới. Còn nếu có rồi, các bạn nhấn vào Yes, I have it. Đó, thì ở đây nó yêu cầu chúng ta sẽ phải điền cái địa chỉ ví USDT mã ERC20 đến từ sàn Binance. Thì anh em mở cái app của sàn Binance lên, mình hướng dẫn luôn cho các bạn nhé. Các bạn mở app của sàn Binance lên, ấn vào cái phần wallet của các bạn ấy, wallet đây này. Sau đó các bạn nhấn vào nút nạp tiền và các bạn chọn cái đồng USDT. Sau đó thì các bạn chọn đúng cái mạng ERC20 ở đây nhá. Các bạn chọn vào. Sau đó thì anh em sẽ thấy được đây chính là cái địa chỉ ví của chúng ta để các bạn có thể rút tiền, có thể nạp tiền thông qua game. Đó, thì các bạn paste copy cái địa chỉ ví và các bạn paste vào. Sau đó các bạn nhấn vào make it và chờ cho nó cập nhật. Thì các bạn sẽ thấy là your wallet is connect. Chúng ta đã cập nhật thành công.
Ok, chúng ta đã cập nhật thành công ví rồi. Và việc còn lại của bây giờ của chúng ta ấy là claim hàng ngày và nâng cấp con bot lên cái level cao nhất để có thể là nhận được số lượng điểm thưởng tối đa nhất nha các bạn. Ok, thì mình đã cập nhật cho các bạn xong về cái dự án Pixel Verb, một trong những dự án đào coin ở trên Tele rất là tiềm năng, và hy vọng là các bạn đừng bỏ lỡ dự án này nhé. Nó sẽ giúp cho các bạn có thể kiếm được lợi nhuận sau này khi mà cái dự án list những cái sàn lớn và cho phép chúng ta có thể nhận được airdrop. Ok, cảm ơn các bạn. Chúc cho anh em may mắn kiếm được thật nhiều coin và kiếm được thật nhiều tiền. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký và nhấn quả chuông để luôn được update những video mới nhất đến từ channel của mình nhé. Còn bây giờ, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại.